Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì rất nhiều người hỏi mình là muốn chọn con máy cho các bạn mới vào cấp 3 hoặc là các bạn cấp 2 học Zoom, hoặc là các bạn một đại học, thậm chí là bên văn phòng cũng muốn hỏi mình có laptop phù hợp để dùng hàng ngày cũng như học tập. Thì hôm nay mình đã mua được một con, xong một con mình cực kỳ hợp, mình cực kỳ thích ứng đã cho dành cho các bạn đấy. Đầu tiên mình giới thiệu đó là con Dynamic Book của Toshiba. Nó trọng lượng khá là nhẹ, nhẹ cực kỳ luôn, rất nhẹ nhàng và nhỏ gọn như thế này. Nhỏ gọn đúng không ạ? Cái túi của nó khá là xinh. Đây là túi của nó. Đây là cục sạc ạ. Bạn nhìn cục sạc nó rất là xinh, nhỏ. Chỉ khoảng cỡ hai ngón tay này. Đây. Ngón tay này, dài hơn ngón tay mình thì. Rồi, mình để như thế này. Tặng kèm chuột và túi luôn. Con máy này là con máy Dynamic Book, cấu hình là i5 đời 4 nhá, 4GB và chạy SSD 128. Đó là điều vô cùng quan trọng nhá, vì SSD nó chạy Win và chạy mọi thứ đều mượt mà cả. Ngoài ra, đấy là cấu hình cơ bản, nó có thêm ổ CD. Tuy nhiên, mình đã nâng cấp cấu hình lên là mình nâng thành 8GB và ổ CD ở đây mình đã tháo ra và thay ổ HDD 500GB để cho bạn dùng thoải mái trong cái hoạt động hàng ngày của mình. Thì tổng cộng nâng cấp khoảng 700 nghìn nữa, tức là cái máy này khoảng tầm đâu đấy 4.8 triệu cộng với cả 700, khoảng tầm 5.5 triệu tất cả. Thì bên ngoài của nó là cái máy rất là nhỏ gọn nhẹ như này, nhựa nhưng mà khá là chắc chắn nhé, view khá là chắc chắn, UAT rất là tốt. Ở bên cạnh phải chúng ta có đầu tiên là ổ CD đã được thay bằng ổ HDD rồi, ổ cứng lắm, một khe lọc thẻ SD ở trên này, một cái khe lọc khá truyền thống của máy Nhật, đó là cái khe này này, nhưng mà chúng ta sẽ không dùng nữa đâu, nên là các bạn không quan tâm. Đó, một jack tai nghe và kèm mic luôn, tức là chúng ta thấy là cái máy nó có hai lỗ, một lỗ mic và một lỗ tai nghe, rất là phiền bởi vì là hầu hết chúng ta dùng tai nghe điện thoại nó chỉ có một jack và bốn chân đủ vừa có mic ở đây luôn, có tai nghe luôn đúng không ạ? Thì cái máy này khá phù hợp bởi vì nó là combo cả mic cả tai nghe luôn ạ. Một cổng mạng LAN, một cái ổ lỗ 3 capacitor, cái lỗ này các bạn không quan tâm đâu. Ở bên này chúng ta sẽ có là đầu tiên là một cổng HDMI, hai cổng USB 3.0 nhỉ, và một cổng VGA cái là nhiệt. Đằng sau là không có gì cả. Ở dưới đáy chúng ta có một cái quẩn chuẩn kết nối khá thông dụng cho máy Nhật, nhưng mình không quan tâm lắm, cái này thì không cần quan tâm. Và chúng ta ở đây chúng ta có một cái quẩn tản nhiệt và một cái tem là Win 10 Pro bản quyền nha. Thì máy đã cài sẵn Win 10 bản quyền rồi và nó chuyển thành tiếng Anh rồi. Bên trong, ở bên trong chúng ta sẽ có một cái tem i5 ở đây. Bàn phím thì bàn phím dạng chiếc LED, tức là gõ rất là thoải mái và độ đẩy rất là tốt. Đó, một điểm trừ đó là cái bàn phím này tính của Nhật mà, chứ là tính Nhật rất là nhiều. Khi chúng ta nhìn chúng ta sẽ bị, nếu là bạn nào mà không quen layout phím mà hay nhìn xuống phím ấy, thì hơi hoa mắt để nhìn phím. Tuy nhiên đối với mình nhiều quen rồi thì mình cứ gõ thôi, chứ mình đâu quan tâm đâu. Chẳng hạn như là A còng ở đây này, nó đang là dấu nháy, mình ấn Shift 2 nó vẫn ra A còng thôi, không có gì cả. Nếu bạn nào quen phím rồi, hai loa ở hai bên. Đây là cái phím, những cái đèn thông báo trạng thái như là nguồn pin này và ổ cứng hoạt động thế nào này. Đây là cái trackpad của nó khá là to, trái chuột phải. Ở trên này cũng có tất cả các phím function FN đầy đủ, như là tăng giảm âm lượng này, rồi thì tăng giảm độ sáng màn hình, cũng như là tắt mở wifi rồi chuột các thứ đầy đủ. Phím enter đặc biệt mình thích vì nó rất là to dã man hơn phím enter này. Đó, rồi màn hình thì vừa phải. Thì đây là một cái máy rất là bền của Nhật. Các bạn có thấy cái clip bên cạnh mình này là các bạn đứng thẳng lên laptop luôn mà vẫn dùng phải, vẫn mở ra vẫn dùng được, không bị sao cả. Đó là một cái điểm mà rất là ấn tượng, rất là bền đúng không ạ? Các bạn có thể tha hồ gọi là không lên, nhưng mà có gọi là dùng cho các bạn gọi là quăng quật cũng tương đối là không được nghĩ, tuy nhiên là không lên quăng nhé, nói thôi. Đấy, thì đây là tổng thể cái máy này. Vậy 5.5 triệu cả phần nâng cấp chúng ta có cái gì? Một chiếc i5 đời 4 hoạt động rất là ổn, RAM 8GB, ổ cứng SSD 128 để cài Win rất là mượt, ổ HDD 500GB thoải mái, các bạn pop file ảnh nhạc với các bạn văn phòng hay là các bạn học cấp 2, cấp 3 thì chụp ảnh với nhau có thể lưu thoải mái không? Vô tư. Chúng ta có vượt tới 3 cổng USB 3.0 chuẩn mới hoàn toàn luôn, 3 cổng USB 3.0, một cổng VGA và một cổng HDMI. Cho các bạn nào mà học chương trình máy chiếu chúng ta thường thường
sẽ có hai chuẩn là VGA và HDMI, thì ở đây có đủ cho bạn dùng tuyệt đối. Mạng LAN, cả mạng LAN cho bạn nào mà muốn cắm dây, thậm chí là cả kỹ thuật mà muốn dùng cái này để đi con phích mạng thì có thể cắm thẳng mạng ở đây vô tư đúng không ạ? Khá là ổn. Pin được 4 tiếng và Windows 10 bảo quyền, đó là chúng ta nhận được như thế. Đó là những cái chúng ta nhận được mà khi mới chỉ cái 5,5 triệu nó có ngoài. Rất nhiều cái máy đời mới bây giờ chưa có được như này, bởi vì tầm 10 triệu mà máy mới á, nó không cho lắp cho mình ổ SSD, nó cho mình ổ HDD không thì à, mà ổ HDD chạy mà các bạn mặc nhiên hiểu là ổ SSD chạy thì nó chậm, mình buộc phải nâng cấp lại SSD. Thứ hai đó là 4GB bây giờ không đủ dùng bởi vì Chrome nó muốn rất nhiều dung lượng, buộc phải dùng 8GB trở lên. Đấy, các bạn lưu ý nhé, mua máy nào thì vẫn phải mua 8GB và SSD cho mình, còn những cái khác không quan tâm. Thậm chí là mua máy mới cũng được thì các bạn phải thay SSD và nâng cấp phần RAM đi, không thì không đủ dùng đâu. Đó là những cái đặc biệt, tức là một cái Windows bản quyền thì hoàn toàn là update và không sợ lo lỗi hay là hỏng kẹt. Thế thôi, đấy là cái máy mà mình ủng hộ và mình thực sự rất là ưng, cho nên là mình giới thiệu cho mọi người. Mình không định là bán hàng đâu, bởi vì con này thì giới thiệu chút là mình mua một người bạn mà hay bán đồ của Nhật đấy, thì cái máy này là nó về cũng là 5 con à, và chưa mà đặt cọc nhanh gì hết, chưa là chắc không phải quảng cáo của ông Dmark 98 này, con này đây các bạn nhìn, ông ấy ngồi ở đây cái máy này đấy, thì máy nó không về cũng có nhiều, cho nên là chắc không cần phải quảng cáo cho cái bán gì, bởi vì cũng có máy đâu bán, nhưng mà thực sự rất là ưng. Cho nên là các bạn mà có nhu cầu có thể hỏi ông xem là bao giờ về, mà nếu như mua được con này mà dùng thì cũng rất là ổn, hoặc có thể xem ở đâu đó có bán những cái máy mà dạng dạng như này, thì mình nghĩ rằng là để dùng cho văn phòng học sinh cấp 2, cấp 3 dùng thì có lẽ phải được tầm 3-4 năm nữa thì nó mới hết cái thời gian gọi là thời gian không hao của máy. Rồi, đây là cái túi nó rất nhỏ gọn, thì dán được tặng kèm này. Bên trong tặng kèm thì có thêm cả con chuột, thấy chưa? Và một cái sạc nhỏ gọn này rất là tiện ích. Đó, xong. Thế là đi học thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nếu các bạn thấy có cái dòng máy nào sự hay hơn thì hãy comment cho mình biết và chia sẻ cho mọi người biết nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.